Vườn dưa đặc biệt này của anh Huỳnh Công Quyển trồng ở vùng đất thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Dàn dưa hấu leo như vườn dưa lưới, trái to tròn, được nâng bằng những mảnh lưới như chiếc võng, nhìn rất lạ mắt. Với vụ dưa Tết năm 2022, nhà vườn đã chọn giống dưa hấu không hạt để gieo trồng. Mặc dù diện tích chỉ khoảng 2.000m², nhưng khi cho dưa hấu leo dàn, đã trồng được hơn 4.000 giây, số lượng tăng gần gấp đôi, lại ít sâu bệnh gây hại so với cách trồng thả lan trên mặt đất. Thì cái nằm mình trồng cái khoảng nửa tháng thì mình bắt đầu làm dàn. Mình làm dàn tới 20 ngày, mình căng dây đầu xong là mình sửa dây lên luôn, là dừa. Thì mình chỉ treo gì là cái lợi trước mắt là mình trồng sẽ tăng cái số dây lên thôi. Nó nhiều dây hơn, nhưng mà cái trái nó sẽ không có ảnh hưởng tới dưới đất á. Là trái nó sẽ tròn hơn và nó sẽ đẹp cái màu hơn nè. Hiện đã cận ngày thu hoạch, trái dưa tròn đều có trọng lượng từ 2 đến 5kg. Nhưng dây dưa vẫn lên rất xanh tốt, giúp người trồng dưa yên tâm vụ mùa Tết thắng lợi. Với cách làm sáng tạo này, vụ dưa hấu Tết không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn cho người dân, mà hơn hết giúp nhà vườn có thu nhập ổn định hơn khi giá bán ra luôn cao hơn thị trường. Hiện dưa đã có nhiều thương lái đặt hàng và khá hút khách, khiến người trồng an tâm đầu tư cho vụ sau. Dưa nó ngọt quá vậy.